Xin kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua tại Thái Lan, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 đã khép lại. Trọng trách chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 đã chính thức được trao cho Việt Nam. Trước các nguyên thủ ASEAN và các đối tác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức công bố chủ đề của năm chủ tịch ASEAN 2020, đó là gắn kết và chủ động thích ứng. Đây sẽ là chủ đề và các ưu tiên hợp tác của ASEAN trong năm tới. Trong vai trò chủ tịch của ASEAN thì Việt Nam cũng sẽ phải đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong các hoạt động cũng như là ứng phó hiệu quả và kịp thời với các vấn đề cấp bách hoặc là các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN cũng như là đại diện cho ASEAN trong việc tăng cường và thúc đẩy các mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài. Vậy thì Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt điều phối thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như là ứng phó với những thách thức của ASEAN như thế nào? Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này sẽ cùng quý vị bàn luận về chủ đề này. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị một vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông cũng đã có nhiều năm phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, đồng thời nguyên là trưởng SOM ASEAN của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn đại sứ đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đại sứ, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông. Nếu đánh giá một cách tổng quát thì theo ông, việc đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020 sẽ có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam ạ? Trước hết thì đối Việt Nam chúng ta rất ưu tiên cho cái bảo đảm cái môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cái khu vực sát sườn của chúng ta này. Và trong nhiều năm qua, ASEAN luôn luôn là cái một trong những cái ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Thế thì trong năm tới chúng ta làm chủ tịch ASEAN thì chúng ta phải làm sao bảo đảm được cùng với ASEAN phấn đấu cho cái môi trường hòa bình ổn định ở đây. Hai nữa là tập trung cho cái phát triển của ASEAN và tạo ra cái không gian phát triển ở cái khu vực này. Và ba nữa là thúc đẩy cái hợp tác của ASEAN với các đối tác. Đối với chúng ta, môi trường hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực thì nó sẽ gắn chặt chẽ với lại cái sự phát triển và cái bảo đảm hòa bình cho Việt Nam. Và như vậy hai bên là cùng phải tương tác với nhau. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, gắn kết và chủ động thích ứng đó là chủ đề của năm ASEAN 2020. Đây vừa là một mục tiêu đúng và trúng, thế nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với nước chủ tịch. Bởi trong hơn nửa thế kỷ qua, không phải lúc nào ASEAN cũng đồng thuận và gắn kết trước những vấn đề lớn. Và cũng trong năm tới thì lần đầu tiên Việt Nam sẽ vừa đảm nhiệm vai trò là chủ tịch luân phiên của ASEAN mà vừa là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây cũng là thách thức, nhưng có thể nói chính là nhiệm vụ rất vẻ vang mà Việt Nam sẽ đảm nhận và đóng góp cho khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung. Chiếc búa quyền lực của nước chủ tịch ASEAN năm 2020 đã được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trân trọng trao cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 kết thúc tại Thái Lan vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Việt Nam đảm nhận vai trò nước chủ tịch ASEAN trong bối cảnh ASEAN phải có các giải pháp để phát triển bền vững, cạnh tranh về địa chính trị giữa các nước lớn ở khu vực, hay thúc đẩy để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng ta cần xây dựng cơ chế để giải quyết các tranh chấp về kinh tế. Chúng ta cần đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị cấp cao Đông Á, ASEAN Cộng 3, Diễn đàn An ninh khu vực ARF và những cơ chế đối thoại khác giữa ASEAN với các bên đối tác. Chúng ta cũng nên duy trì cam kết về đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Khi nhận chuyển giao vai trò nước chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi 10 nước ASEAN hãy tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng để cùng hành động như một thực thể thống nhất và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng hiệu quả và phát triển bền vững. Trong bối cảnh nỗ lực liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng đang được đẩy mạnh, trước những biến động mau lẹ, phức tạp của môi trường, khu vực và quốc tế, khả năng gắn kết vững bền hơn lúc nào hết còn có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN. Chắc kêu tạo nên sự gắn kết đó chính là khả năng duy trì mẫu số lợi ích chung cả về chiến lược và kinh tế giữa các nước thành viên. Gắn kết và chủ động thích ứng được Việt Nam lựa chọn là chủ đề của năm ASEAN 2020. Tuy vậy, trong hơn nửa thế kỷ qua, không phải lúc nào ASEAN cũng đồng thuận và gắn kết trước những vấn đề lớn. Vietnam, 192 votes. Trong 2 năm tới, Việt Nam có đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện cho không chỉ ASEAN mà là hơn 50 nước ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, tại cơ quan sẽ quyết định những vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh của thế giới.
Vai trò của Việt Nam ở đây vừa có mang tính chất quốc gia, vừa mang tính chất khu vực, lại vừa mang tính chất của quốc tế, và thậm chí là trong một số trường hợp còn là tính chất của toàn cầu. Thì đây cũng là một cái cơ hội và cũng là một cái nhiệm vụ được đặt ra hết sức nặng nề, hết sức phức tạp đối với chúng ta. Việt Nam thì chưa bao giờ đảm nhận hai nhiệm vụ này cùng một lúc. Thế nhưng kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Việt Nam luôn luôn có những câu chuyện ngoại giao rất ấn tượng, mở cánh cửa ngoại giao với cánh cửa chính trị và từ đó giúp thúc đẩy sự phát triển. Việt Nam đã từng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Mỹ đánh giá rất cao Việt Nam vì đã có những đóng góp rất đáng kể. Các chuyên gia cho rằng Đông Nam Á vẫn là khu vực ổn định trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và thay đổi sâu sắc. Hơn nữa, đây cũng là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất trên thế giới. Do vậy, năm 2020 tới đây sẽ là thời điểm để Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo chiến lược, dẫn dắt ASEAN phát triển bằng những sáng kiến do mình khởi xướng. Ông là ông đưa ra những nhận định như thế nào về thách thức cho ASEAN nói chung trong bối cảnh hiện nay cũng như là trong năm chủ tịch luân phiên của Việt Nam năm 2020 ạ? Nếu chúng ta nói đến thách thức thì chắc là chúng ta phải nói một bức tranh rất tổng thể, bao gồm cả thách thức và thuận lợi. Nhưng tôi thấy rằng là cái thách thức và thuận lợi đó nó đến từ cả bên ngoài lẫn trong nội khối ASEAN. Trước hết là đối bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là tình hình quốc tế và khu vực đã có rất nhiều những thay đổi. Mà một trong những cái thay đổi lớn nhất đó là cái cạnh tranh các nước lớn nó ngày càng gia tăng và nó tác động đến nhiều chiều cả cái tập hợp lực lượng trên thế giới lẫn cái cục diện ở cái khu vực này, và trong đó cái cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thương mại Mỹ Trung nó tác động đến rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cái sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ và những cái công nghệ mới nó tạo ra cho các nước đứng trước hoặc là bị thụt lùi hoặc là có thể tranh thủ được những cái đó. Đó cũng là cái thách thức làm sao cho cái con đường phát triển sắp tới của khu vực này. Và cái thứ ba nữa là có rất nhiều những cái thách thức an ninh phi truyền thống lâu nay chúng ta đã phải ứng phó, nhưng làm sao ứng phó hiệu quả hơn, như nước biển dâng hay như thiên tai dịch bệnh. Và cái cuối cùng nữa là ASEAN đi vào một cái chặng đường hội nhập và phát triển mới, nó sẽ là những yêu cầu cao hơn rất nhiều. Cho nên làm sao mà ASEAN có thể đoàn kết, có thể tăng cường cái nội lực của mình và tăng cường cái hợp tác bên ngoài để ứng phó những thách thức đó, đó là những cái rất khó khăn trong cái chặng đường sắp tới. Vâng, đó là cái bối cảnh chung. Vậy còn nếu mà chúng ta nhìn cụ thể vào năm 2020, năm mà Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch thì sao thưa ông? Chúng ta hướng tới 2025. Vâng. Là cái mục tiêu phát triển cộng đồng. Thế năm nay là 5 năm kiểm điểm lại cái phát triển cộng đồng như thế nào và hướng tới cái tầm nhìn 2025. Rõ ràng chúng ta phải đặt ra những ưu tiên mới. Thế thì tôi cho rằng cả về nội khối, cả về trong đối ngoại, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và làm sao thúc đẩy được cái nội lực của ASEAN sẽ là cái mục tiêu rất quan trọng cho cái năm 2020 của mình. Vâng, chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh tình hình chung đúng không? Cả những cái yếu tố bên ngoài cũng như là yếu tố nội tại của ASEAN thì cũng có rất là nhiều vấn đề mà. Vậy thì tôi nghĩ rằng là ở đây có một yếu tố có thể giúp cho ASEAN vượt qua được những thách thức này, đó là sự đồng thuận. Vậy thì thưa ông, trong bộ chủ đề mà Việt Nam đưa ra cho năm chủ tịch 2020 thì yếu tố gắn kết ở đây, yếu tố đồng thuận ở đây sẽ được nhìn nhận như thế nào ạ? Trước hết nói về gắn kết ấy, chắc là một cái cách nó rộng hơn rất nhiều. Gắn kết ở đây tôi hiểu rằng là đoàn kết và tăng cường nội lực của ASEAN. Tăng cường nội lực của ASEAN trước hết là xây dựng cái cộng đồng ASEAN vững mạnh, xây dựng cái kinh tế liên kết của ASEAN nó vững mạnh, xây dựng cái cộng đồng bản sắc của ASEAN nó gắn kết với nhau và hướng tới người dân. Và đặc biệt rằng là cái hội nhập và cái cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội nó phải làm sao nó vững mạnh. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đồng thuận. Cái đồng thuận ấy nó thể hiện rằng là một cái ASEAN là một cái tổ chức bao gồm những quốc gia mà có cái cơ sở chính trị, xã hội và lịch sử nó rất khác nhau. Và đó là cái mà người ta gắn kết để có thể tìm được mẫu số chung trong những cái vấn đề khác nhau khi mà cái bối cảnh họ lại có những khác nhau như vậy. Cái đồng thuận này nó là sự kết hợp giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của khu vực. Làm sao kết hợp hài hòa. Và cá nhân tôi cho rằng là đến nay nước ít nhất trong ASEAN cũng đã khoảng 20 năm là thành viên. Họ từ 1999 đến nay. Và chính họ đã hưởng lợi từ cái ASEAN vững mạnh, từ cái cộng đồng ASEAN, từ đó nhân cái vị thế lên thì phải có trách nhiệm ngược trở lại. Cho nên mỗi một nước ASEAN ai cũng vì quyền lợi của mình, nhưng phải có ý thức cộng đồng và có ý thức trách nhiệm vào duy trì đoàn kết vững mạnh và phát triển của ASEAN.
thì lúc đó mới thành công trong cái đồng thuận được. Tôi cho rằng cách tiếp cận của Việt Nam là kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của khu vực và của cái cộng đồng mà chúng ta đang chia sẻ và cam kết này, là một cái mà chúng ta sẽ tạo ra cái sức đẩy và cái sức hút trong lòng ASEAN khi chúng ta làm chủ tịch. Thưa ông, là trong năm 2020 thì Việt Nam vừa đảm nhiệm vị trí là chủ tịch luân phiên của ASEAN và đồng thời cũng là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vậy thì theo đánh giá của ông, chúng ta sẽ phát huy được những vai trò như thế nào khi đảm nhiệm cái trọng trách kép này ạ? Trước hết tôi phải nói một cái ý rằng là chúng ta có thể tự hào và vinh dự về một cái đất nước Việt Nam mới mà được tin cậy trong song trùng với hai cái nhiệm vụ như vậy. Nhưng trong đó có rất nhiều những cái trông đợi. Thứ nhất là chúng ta làm cho tốt và phải làm cho tốt mỗi một cái nhiệm vụ đó. Chúng có những cái đặc thù rất khác nhau. Chẳng hạn như trong ASEAN đó là làm sao cho ASEAN vững mạnh như cái chủ đề mà chúng ta đã đưa ra và có thể hợp tác với bên ngoài giải quyết những vấn đề khu vực. Còn với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chúng ta là đại diện cho châu Á, nhưng đồng thời chúng ta là ở một cái tổ chức mà mang tính toàn cầu. Nhiệm vụ trọng tâm là duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Thế cho nên chúng ta cũng có cái đóng góp xây dựng vào đó. Nhưng cái thứ hai nữa là chúng ta từ cái vị trí này, chúng ta có thể kết nối giữa khu vực và thế giới, kết nối giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc. Thì tôi thấy có mấy điểm. Một là ASEAN và Liên Hợp Quốc có cái quan hệ đối tác, thì chúng ta cùng với các nước ASEAN có thể làm sâu sắc hơn cái quan hệ đối tác đó. Và trong cái quan hệ đối tác đó thì có rất nhiều những mục tiêu, tiêu chí của ASEAN và Liên Hợp Quốc song trùng nhau. Tôi chỉ đơn cử là làm sao bảo đảm cái môi trường hòa bình ổn định, làm sao cho phát triển và đặc biệt là cái chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến 2030. Thì những cái đó là cái chúng ta song trùng. Cái điểm thứ ba nữa là có rất nhiều những kinh nghiệm của cái khu vực ASEAN này trong hội nhập, phát triển và duy trì hòa bình ổn định ở đây. Chúng ta có thể chia sẻ khi chúng ta làm cái nhiệm vụ ở mức toàn cầu hơn là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và đồng thời những cái ý tưởng, những cái chỉ tiêu, những cái mục tiêu toàn cầu của Liên Hợp Quốc và của Hội đồng Bảo an chúng ta cũng có thể chia sẻ ở đây. Như vậy chúng ta có thể là cái cầu nối cho cái sự gắn kết giữa khu vực và quốc tế và ngược lại. Kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này vào năm 1995, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập và chủ động đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ASEAN hôm nay. Việt Nam đã một lần đăng cai hội nghị cấp cao vào năm 1998, đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN năm 2000-2001 và Chủ tịch Luân phiên của ASEAN năm 2010. Trong 1/4 thế kỷ là thành viên của ASEAN, Việt Nam đều có những sáng kiến, đóng góp thiết thực và nâng cao được vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Năm 1995, Việt Nam là thành viên thứ 7 chính thức gia nhập ASEAN. Chỉ sau đó vài năm, từ năm 1997 đến năm 1999, Lào, Myanmar và Campuchia lần lượt gia nhập ASEAN, hoàn thành mục tiêu mà ASEAN hướng tới từ khi ra đời. Cái đầu tiên mà chúng ta đóng góp chính là việc hỗ trợ các nước thành viên chưa được kết nạp như Lào, Campuchia, Myanmar tham gia vào ASEAN. Thì như vậy là thực hiện được cái ước nguyện của tất cả các nước trong khu vực là có một cái đại gia đình ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á. Năm 1998, lần đầu tiên tất cả các nguyên thủ ASEAN cùng có mặt tại Hà Nội tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6. Nước chủ nhà Việt Nam đã đăng cai thành công hội nghị này khi mới chỉ gia nhập ASEAN được 3 năm và trong bối cảnh khu vực đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Trong gần 1/4 thế kỷ là thành viên ASEAN, với 2 lần làm chủ tịch ASEAN vào các nhiệm kỳ 2000-2001 và năm 2010, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng ASEAN một cách tích cực, chủ động và có trách nhiệm và đã có nhiều đóng góp cho việc gắn kết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã và đang là một đối tác không thể thiếu trong tiến trình phát triển của ASEAN. Việt Nam kiên định trong các cam kết với ASEAN và tiếp tục đóng góp mạnh mẽ trên mọi khía cạnh của hợp tác và xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Đã đóng góp rất là tích cực về nâng cao cái vị thế của ASEAN trong cái quan hệ với các nước nước lớn. Thí dụ như là hình thành cái tổ chức ASEAN chẳng hạn, chính là cái tên ASEAN chính là Việt Nam sáng kiến đưa ra cái tên gọi của ASEAN. Thế rồi cái diễn đàn RF cũng là cái sự đóng góp của Việt Nam. Những diễn đàn ADMM tức là cái Bộ trưởng Quốc phòng chính là sáng kiến của Việt Nam. Sau 25 năm là thành viên của gia đình ASEAN,
Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng ASEAN để thực hiện được mục tiêu gắn kết và chủ động thích ứng như chủ đề của năm ASEAN 2020 mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố. Thưa ông, là nhìn lại chặng đường 1/4 thế kỷ mà Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN thì chúng ta đã có những đóng góp như thế nào cho khu vực ạ? Trước hết là chúng ta ngày càng đóng góp tích cực và sâu rộng hơn trong cái công việc chung của ASEAN. Và cái này thì nó gắn kết rất nhiều với lại cái sự phát triển và đổi mới của đất nước Việt Nam, về đổi mới đất nước, về phát triển đất nước và về hội nhập của Việt Nam. Chúng ta mỗi một bước đi trong những cái nhiệm vụ đó thì chúng ta càng gắn kết với ASEAN nhiều hơn. Tôi xin lấy ví dụ là 1998 chúng ta đã có, mặc dù là mới 3 năm sau khi tham gia ASEAN thôi, nhưng chúng ta đã có những đóng góp rất thiết thực. Thứ nhất là thúc đẩy ASEAN đoàn kết. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái hội nhập trong ASEAN bằng một cái sáng kiến là cái chương trình hành động Hà Nội về cái thu hẹp khoảng cách phát triển. Nó có những nước ASEAN mới, nó có những nước ASEAN phát triển hơn và làm sao gắn kết được cái đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta đóng góp rất tích cực vào cái mở rộng ASEAN để đủ 10 nước Đông Nam Á. Và chính những cái đó là những cái tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo của ASEAN. 2010 mà khi chúng ta làm chủ tịch luân phiên ASEAN cũng là thời điểm ASEAN đi vào cái giai đoạn mới, sau khi có hiến chương, sau khi có bộ máy mới của ASEAN và có 3 cái chương trình tổng thể về xây dựng cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột kinh tế, rồi chính trị, an ninh và văn hóa xã hội. Thì chính chúng ta trong năm đó là đưa ASEAN vào cái giai đoạn mới, khởi động bộ máy, thực hiện hiến chương và bắt đầu xây dựng cái lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chính những cái đó là những cái đóng góp rất nhiều. Và tôi tin rằng năm nay cũng là một cái dấu mốc mà chúng ta chuẩn bị cho cái năm chủ tịch 2020 khi mà ASEAN đi vào giai đoạn mới và trước cái bối cảnh tình hình mới. Trên nền tảng là những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trong 1/4 thế kỷ vừa qua, và cộng với nữa là trong cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động như hiện nay, vậy thì theo ông là Việt Nam cần phải có những sự chuẩn bị như thế nào để chúng ta có thể hoàn thành được vai trò là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2020 cũng như là tiếp tục đóng góp cho khu vực nhiều hơn nữa? Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã và tiếp tục chuẩn bị cho cái chuyện này. Cái chuẩn bị lớn nhất tức là cái câu chuyện chuẩn bị cho định hướng nội dung và những cái phát triển tiếp theo của ASEAN như thế nào. Thì tôi cho rằng là trong thời gian qua và hơn một năm qua chúng ta chuẩn bị cái này thì chúng ta đã tham vấn rất nhiều trong nội bộ ASEAN. Chúng ta cũng đã tham vấn rất nhiều với các đối tác của ASEAN và đồng thời trong nội bộ chúng ta chuẩn bị rất nhiều. Một là về chủ đề chúng ta đã nói rất rõ là thích ứng và chủ động thích ứng và gắn kết. Mà ở đây tức là phát huy cả nội lực và cả cái hội nhập của ASEAN lẫn cái quan hệ của ASEAN với bên ngoài để ứng phó với những cái chuyển biến của tình hình. Mà ứng phó ở đây bao gồm cả xử lý các thách thức và tranh thủ được cái mặt thuận lợi. Cái thứ hai nữa là về chuẩn bị về các cái sáng kiến. Tôi tin rằng là dưới 5 cái chủ đề ưu tiên của chúng ta, một là làm sao bảo đảm được cái môi trường hòa bình, ổn định và an ninh ở đây. Hai là làm sao tăng cường cái liên kết hội nhập của ASEAN, trong đó có thể sử dụng được những cái thế mạnh mới của khoa học công nghệ. Và cái thứ ba nữa là làm sao mà phát huy được cái cộng đồng ASEAN mang tính bản sắc. Rồi cái câu chuyện về tăng cường hợp tác đối các đối tác trong cái bối cảnh cạnh tranh nước lớn mà vẫn phát huy được vai trò trung tâm. Và đặc biệt là làm sao cho cái bộ máy hoạt động của ASEAN nó hiệu quả hơn. Thì chúng ta đã có những sáng kiến khác nhau mà dự kiến sẽ tham vấn với các nước để đưa ra trong cái năm chủ tịch của mình. Và cuối cùng là cái câu chuyện chuẩn bị về hậu cần, an ninh, tổ chức, thì tôi tin rằng là chúng ta đã làm nhiều hội nghị quốc tế, chúng ta đã đăng cai, thì chúng ta đều sẵn sàng trong những hoạt động đó. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, sau 25 năm là thành viên của gia đình ASEAN thì Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng ASEAN để thực hiện được mục tiêu gắn kết và chủ động thích ứng như đúng chủ đề của năm ASEAN 2020. Vâng, đây sẽ là một năm mà vô cùng bận rộn với hơn 300 hoạt động. Trong đó thì đáng chú ý nhất là hai hội nghị cấp cao ASEAN, là hội nghị lần thứ 36 vào tháng 4 và hội nghị lần thứ 37 sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2020. Và trong suốt cả một năm sắp tới thì sẽ là các hội nghị cấp bộ trưởng về từng lĩnh vực hợp tác trong ASEAN và các đối tác. Để các sự kiện quan trọng này diễn ra được thành công thì Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng qua. Việt Nam đã để ra hơn một năm để chuẩn bị và thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã chính thức được thành lập. Trực thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
có 5 tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020. Công tác chuẩn bị thì chia làm 3 mảng chính. Một là công tác chuẩn bị về nhận thức của người dân, cũng như là cái công tác chuẩn bị về nội dung. Và hai là cái công tác chuẩn bị về các cái mặt về tổ chức, về lễ tân, về hậu cần, về y tế, về tài chính. Và ba nữa là công tác chuẩn bị liên quan tới các cái nước gọi là tham vấn cũng như là điều phối giữa các nước thành viên của ASEAN và các nước đối tác của ASEAN. Chúng ta đề ra một cái lộ trình, cái công tác chuẩn bị đầy đặn cho suốt cả năm 2019 vừa rồi, và có thể nói là cho đến nay thì cái công tác chuẩn bị đã đáp ứng được, thực hiện đúng được cái tiến độ đề ra. Chúng tôi lựa chọn gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề năm ASEAN năm 2020. Hai thành tố gắn kết và chủ động thích ứng đã được Việt Nam lựa chọn sau khi đã tham vấn kỹ càng và nhận được sự ủng hộ cao từ các nước thành viên ASEAN cũng như các đối tác. Chủ đề này sẽ là những ưu tiên trong hoạt động của ASEAN trong năm tới, bởi chính nhờ gắn kết bền vững mà cộng đồng ASEAN có thể nâng cao năng lực, thích ứng chủ động và hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra. Cái chất keo dính của chúng ta là cái sự đoàn kết thống nhất trong ASEAN. Đó là những cái điểm chung, chúng ta cần tạo dựng những điểm chung, rồi cái sự nhận thức chung về cộng đồng và cái sự gắn kết với cả với thế giới bên ngoài. Thế rồi là cái chất keo dính của chúng ta cũng là việc cần thiết phải cải thiện các cái bộ máy thể chế của ASEAN. Thế còn chủ động thích ứng là chúng ta cần phải chủ động thích ứng với những cái bối cảnh của tình hình thế giới khu vực đang chuyển biến rất là nhanh, thích ứng với những cái vấn đề an ninh phi truyền thống. Thật sự tôi rất hào hứng và tin tưởng khi chứng kiến một quốc gia tiếp nhận vị trí chủ tịch ASEAN đầy nghiêm túc và trách nhiệm như Việt Nam. Tôi thấy rằng Việt Nam đã coi vai trò chủ tịch ASEAN không chỉ là sự chuyển giao luân phiên mang tính kỹ thuật, mà phải là các chính sách, kế hoạch cụ thể. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn trong thời gian vừa qua, Việt Nam đang làm tất cả để thực hiện thành công vai trò chủ tịch ASEAN 2020, chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó chặt chẽ và chủ động thích ứng với các thời cơ và thách thức đặt ra. Vâng, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, như ông cũng đã nói rằng là chúng ta đã có cái sự chuẩn bị về định hướng, rồi có sự chuẩn bị về những công tác lễ tân nữa, và đặc biệt là với người mà đã từng đảm nhiệm trọng trách phụ trách quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN cũng như là rất nhiều nước khác trên thế giới trong nhiều năm vừa qua, thì ông đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị lần này của chúng ta? Tôi cho rằng là Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi còn nhớ rằng là từ tháng 12 2018 chúng ta đã lập cái ủy ban quốc gia, và Ủy ban Quốc gia đã họp nhiều lần và bàn những cái định hướng chuẩn bị, bao gồm cả về nội dung, cả về chủ đề và cả về tổ chức hậu cần. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện nội dung là cái câu chuyện cực kỳ quan trọng. Chúng ta với cái chủ trương mới là không chỉ ưu tiên ASEAN mà chúng ta còn đặt ưu tiên rất cao và làm sao chủ động để đưa ASEAN vững mạnh lên. Cho nên cái chủ đề mà làm sao đưa ASEAN phát triển, phát huy được vai trò trung tâm nhưng đồng thời xử lý được những cái thách thức nó sẽ nảy sinh thì là cái câu chuyện rất quan trọng. Ba là chúng ta chuẩn bị về nhân sự. Ngoài cái an ninh tổ chức hậu cần ra, cái câu chuyện nhân sự thì tôi cho rằng là những cán bộ của chúng ta càng ngày càng chuyên nghiệp và trưởng thành và có đủ khả năng đáp ứng những cái câu chuyện đó. Nhưng quay trở lại, muốn làm năm chủ tịch ASEAN một cách thuận lợi và thành công nhất thì không chỉ chúng ta chuẩn bị mà cái câu quan trọng nhất là chúng ta chủ động tham vấn với các nước để đưa ASEAN một là có thể phát triển được cao hơn nữa, hai là hợp tác với các đối tác tăng cường hơn, và ba là xử lý được những vấn đề thách thức nảy sinh. Có rất nhiều áp lực đúng không ạ, cho Việt Nam trong năm 2020. Nhưng chắc chắn rằng nếu chúng ta vượt qua được những áp lực này và chúng ta tổ chức thành công, chúng ta đảm nhiệm thành công tất cả những cái vai trò trong năm sắp tới thì những gì mà Việt Nam nhận được sẽ nhiều hơn thế nữa. Tôi nghĩ rằng là không phải chúng ta chắc sẽ vượt qua, mà chúng ta có đủ điều kiện và năng lực và vị thế để có thể làm tốt cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã trải qua một kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Và nếu nhìn lại trong 10 năm gần đây phát triển thì chúng ta đã đảm nhận nhiều những cái cương vị khác nhau, kể cả những đăng cai những hội nghị lớn. Tôi tin rằng là Việt Nam đủ năng lực, đủ điều kiện để có thể phát huy cái vai trò của mình và thành công. Cái thứ hai nữa là chắc chắn khi chúng ta đảm nhận thành công thì cái vị thế của đất nước sẽ tăng cường. Nhưng quan trọng hơn cái điều đó,
Tức là khi chúng ta thành công làm tốt cho ASEAN, tức là chúng ta đã đóng góp vào xây dựng cái môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở đây, thì trong đó chúng ta cũng có cái môi trường gắn kết để phát triển. Và cái thứ ba nữa, khi ASEAN đóng được vai trò trung tâm ở đây, lại gắn kết và phát triển quan hệ với các đối tác, thì trong đó cái vai trò vị thế của Việt Nam và cái mở rộng quan hệ đối tác của Việt Nam sẽ càng được tăng cường. Thế thì đây là cái tương tác qua lại rất nhiều. Nhưng một cái mà chúng tôi rất muốn nói rằng là tôi tin Việt Nam có đủ năng lực và vị thế để làm tốt cái trách nhiệm của mình. Vâng, thưa quý vị, như vậy là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Tuy nhiên, ngay từ khi mà chiếc búa chủ tịch luân phiên của ASEAN được trao cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thái Lan, thì trọng trách của Việt Nam đã bắt đầu với một loạt các nhiệm vụ đặt ra trong suốt cả năm 2020. Và năm 2020 thì cũng đánh dấu 5 năm hình thành cộng đồng ASEAN và 25 năm Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Có thể khẳng định ASEAN tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ góp phần nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, làm nổi bật vai trò hình ảnh của ASEAN và Việt Nam trong khu vực cũng như là trên thế giới. Và đến đây thì phần bình luận với khách mời của chương trình Việt Nam và Thế giới xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh đã đến tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì như thường lệ sẽ là phần điểm báo quốc tế. Trong tuần vừa qua thì báo chí quốc tế cũng đã dành sự quan tâm lớn cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 của Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi. Trang Chiang Rai Times của Thái Lan đã cập nhật các thông tin về việc Thái Lan chuyển giao vị trí chủ tịch ASEAN cho Việt Nam. Tại buổi lễ chuyển giao, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt năm chủ tịch ASEAN 2020. Việt Nam lựa chọn gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề của năm ASEAN 2020, tập trung vào phát triển nội khối. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác văn hóa nhưng vẫn duy trì bản sắc của mỗi quốc gia trong khu vực. Tờ Straits Times của Singapore cũng đã trích lời phát biểu của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại buổi lễ chuyển giao vị trí chủ tịch ASEAN cho Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp nối nhiệm vụ vẻ vang này từ Thái Lan và hiện thực hóa mục tiêu của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác, duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng ở Đông Nam Á trong thời điểm hiện nay và trong tương lai. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan ủng hộ Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020. Theo tờ Pattaya Mail của Thái Lan, trong cuộc hội đàm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự ủng hộ của Thái Lan và chúc mừng Thái Lan hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN năm 2019, đồng thời đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy phát triển khu vực ASEAN của Thái Lan. Việc Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch ASEAN năm 2020 là nội dung được phân tích trên tờ The Diplomat. Từ sau lần đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã góp phần giải quyết các vấn đề lớn trong khu vực, bao gồm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á, phát triển các thể chế xã hội mới và tăng cường hợp tác với các cường quốc trên thế giới. Và việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 đã đánh dấu một bước tiến mới về vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực. Trong năm 2020, với tư cách chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong khu vực, tăng cường kết nối kinh tế, làm sâu sắc thêm giá trị và bản sắc của các quốc gia thành viên, cũng như nâng cao vai trò của ASEAN trong cộng đồng quốc tế. Bài báo cũng đánh giá các vấn đề trong khu vực sẽ được chú ý giải quyết trong bối cảnh Việt Nam đang đóng vai trò rất tích cực trong ASEAN và hành động của Việt Nam là điều đáng trông đợi trong năm 2020. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web chính thức của Ban truyền hình đối ngoại vtv4.vtv.vn, kênh YouTube VTV4Go hoặc là ứng dụng trên điện thoại di động VTV Go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.